Công trình khắc phục sạt lở tuyến đê sông Gành Hào, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chưa hoàn thành đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và sản xuất của người dân. Đây là những hình ảnh tại công trình khắc phục sạt lở tuyến đê sông Gành Hào, đoạn kè dài khoảng 120 m mới xây dựng, chưa kịp đưa vào sử dụng thì đã bị sạt lở, toàn bộ kết cấu kè như cọc neo, đa giăng, đà neo bị phá dỡ, sạt lở xuống lòng sông. Tuyến lộ nhựa hiện hữu cũng bị lở gần như hoàn toàn, phải làm đường tạm phía bên trong để người dân đi lại. Mà nếu con lộ này làm không kịp nữa thì đây tới mùa tháng 9 này là cái chăng mùa cải tạo sinh vuông đó, là coi như nó không ai bế cống lại hết, là nước nó lên là có thể sạt lở là bể luôn cái con lộ này luôn, là nước nó tràn vô có thể là vuông của đồng bằng của cô bác ở địa phương luôn. Công trình khắc phục sạt lở tuyến đê sông Gành Hào do Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau làm chủ đầu tư với kinh phí 800 triệu đồng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân kè bị sạt lở và tìm giải pháp khắc phục.